Anh Đương ơi, anh có thể tư vấn cho em những chiếc laptop tốt nhất để có thể kinh doanh online. Nói thực sự với anh là mẹ em cũng kinh doanh truyền thống rất nhiều năm, nhưng cửa hàng càng ngày càng vắng khách anh ạ. Không hiểu tại sao. Thực ra thì cái vấn nạn này thì cả VTV cũng đang lên rồi em ạ. Bây giờ thì mọi người em đều thấy là chúng ta đều rất là lười, đúng không ạ? Bây giờ mọi thứ bây giờ là các sàn thương mại điện tử này mà kinh doanh online bây giờ nó cực kỳ phát triển. Thì tại vì sao như vậy? Xã hội phát triển thì mọi thứ đều cần phải tiết kiệm. Ví dụ bây giờ là chúng ta kinh doanh tại nhà đúng không? Kinh doanh online thì nhiều khi là không mất chi phí thuê mặt bằng. Mà đôi khi giá bán của kinh doanh online nó còn rẻ hơn cả giá mà các bạn bán tại cửa hàng. Bởi vì không mất nhiều phí mà, không mất tiền thuê cửa hàng. Mà nhiều khi nhiều bạn bán hàng online còn bán tại kho. Đấy, khi các bạn đặt đơn là sẽ có ship, ship đến tận nhà xong các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng mới ok mới thanh toán. Chính vì thế bây giờ kinh doanh online cực kỳ phát triển. Thực tế nó đã phát triển ở Việt Nam chúng ta khoảng 5 năm nay thì chính xác hơn. Anh nói chia sẻ thực sự nhé. Cửa hàng anh có 3 cửa hàng bây giờ. Một ngày anh bán khoảng 20 sản phẩm thì chỉ có 3 đến 4 sản phẩm là họ đến cửa hàng anh thôi. Còn hầu hết bây giờ đều là giao hàng tại nhà. Đấy, có những khách quen mà buôn bán với anh khoảng 10 năm nhưng mà chả biết mặt nhau cả. Kiểu quen rồi ấy, chỉ cần alo cái nhiều khi là anh cũng chẳng cần người ta phải đặt cọc. Anh đã giao hàng tận nơi, kiểm tra hàng ok thanh toán. Và có nhiều khách người ta vừa đặt hàng cái bùm cái chuyển khoản luôn. Mày giao đây cho anh, bởi vì quá quen biết nhau rồi. Đã có một cái lửa ở công ty anh thôi. Bây giờ các em đi ăn cơm trưa thôi, trời nắng quá đúng không? Cái cửa hàng cơm nó cách đó nó khoảng 500-600 mét thôi, cũng lười. Đặt online, nhiều khi phí ship mất thêm 20, trong cái đó suất cơm ấy nó chỉ có bao nhiêu tiền? 50-60 nghìn là cao thôi, còn suất cơm bình thường khoảng 40 đúng không? Nhưng phí ship ở trên đó có khi hết 10 mấy nghìn vẫn gọi ship. Đấy, đó là cái lười của bây giờ. Nên khi bây giờ là chúng ta tự chọn những chiếc laptop online là để phù hợp trong cái môi trường kinh doanh, phù hợp với cái cuộc sống bây giờ. Còn nếu mà để bán được hàng online ấy, mà để marketing online thì anh sẽ tư vấn một bài sau. Còn hôm nay anh sẽ tư vấn những chiếc laptop ở trong cái phân khúc giá rẻ để chúng ta có thể kinh doanh online nó hiệu quả em nhé. Với mức kinh tế mà anh nghĩ là bình thường thôi thì bây giờ kinh doanh online thì chúng ta chỉ cần tiêu chí là như này. Laptop i3 cũng được, i5 cũng được, mà i7 thì càng tốt. Nhưng phải có ổ cứng SD ít nhất là 128GB. Tại vì sao phải lựa chọn ổ cứng SD? SD sẽ giúp chúng ta khởi động các ứng dụng nó nhanh hơn và tiết kiệm thời gian khi các em kích vào. Đấy, và các phần mềm, các ứng dụng về phần mềm, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là cần RAM ít nhất là 8GB. Thì tại sao phải cần đến 8GB? Bởi vì kinh doanh online là chúng ta sẽ mở rất là nhiều tab web. Ví dụ như là Facebook này, TikTok này, Zalo này, các thứ. Để làm gì ạ? Để trả lời tin nhắn, để làm soạn thảo hợp đồng. Chính vì thế càng nhiều RAM thì sẽ giúp chúng ta các ứng dụng nó càng nhanh. Đấy, nó càng nhanh hơn. Và màn hình nếu mà chưa có điều kiện thì chúng ta có thể chọn những chiếc màn hình HD cũng được để tiết kiệm chi phí. Còn nếu mà có điều kiện thì các bạn hãy chọn màn hình Full HD IPS. Bởi vì kinh doanh online thì chúng ta không nhất thiết phải cần những chiếc máy có cấu hình quá mạnh. Nếu như muốn giảm thiểu chi phí mà các bạn muốn mở doanh nghiệp để cho hỗ trợ cho nhân viên chúng ta làm việc và tiết kiệm chi phí và dùng tiền để đầu tư cho công ty của chúng ta ấy, hoặc đầu tư cho shop của chúng ta ấy, thì đầu tư ở phân khúc máy tính để trả lời tin nhắn này, để làm các công việc ở văn phòng công ty thì không cần quá cao. Đây là những cái bạn mà trả lời tin nhắn và những cái bạn mà là để làm đăng những cái bài quảng cáo. Đấy, thì chúng ta chỉ cần những laptop tầm khoảng 5 đến 6 triệu thôi. 5 đến 6 triệu nếu các bạn mua mới bây giờ ấy, thì nó cấu hình nó quá thấp. Thì mình khuyên các bạn là tầm tiền này thì các bạn lên chọn những model. Chẳng hạn như Dell này, HP, Lenovo. Được sản xuất là liên hạn từ khoảng 2014 đến khoảng 2016 là ok. Bởi vì thông thường cái chu kỳ của những chiếc laptop mà để kinh doanh online tốt thì cứ 4 năm là chúng ta lên đổi máy một lần. Và mình cũng làm, bản thân mình cũng làm online, mình rất là hiểu 4 năm đổi máy một lần. Và mỗi 1 năm thì chúng ta đầu tư máy từ khoảng 5 đến 6 triệu đúng không ạ? Thì mỗi 1 năm chúng ta chỉ mất khoảng 1 hay 2 triệu thôi. 3 đến 4 năm sau thì những cái máy đó các bạn bán đồng lát chắc cũng vẫn được 1 triệu. Mình khẳng định luôn. Và các bạn có thể quay lại shop mình để mình đổi sang những cái mẫu máy nó cao hơn, hỗ trợ hơn. Đấy. Còn nếu mà có điều kiện kinh tế tốt hơn thì các bạn có thể đầu tư phân khúc khoảng 10 triệu. 10 triệu mà mình khuyên các bạn nếu mà kinh doanh online thì các bạn hãy chọn những cái model được sản xuất từ 2017 đến 2020 là kinh doanh online cực kỳ tốt. Đấy. 2017 đến 2020 máy cũ ví dụ các thương hiệu của Dell, HP, Lenovo hoặc ThinkPad đều ok hết, miễn là ngon. Thì bây giờ trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu các bạn một vài mẫu để các bạn có thể lựa chọn hơn. Và các bạn có thể tham khảo trên website của nhà mình là laptoptnd.com để được tư vấn thêm các bạn nhé. Về hình thức ở bên ngoài, chiếc Latitude 5470 có một cái thiết kế tối giản với tông màu đen làm chủ đạo. Vào bên ngoài thì được bao bọc bởi lớp hợp kim nhôm Mazue và bên trên được phủ một lớp cao su lên như này, chống bám vân tay và cảm giác sờ rất là mịn, tạo cảm giác sang trọng cho cái máy. Ở những cái phần thiết kế quan trọng thì đều bằng hợp kim nhôm, giúp cho cái máy nó chắc chắn, cứng cáp hơn.
Các bạn có thể thấy cái cổng kết nối được thiết kế hết đằng sau này thì rất là tiện cho các bạn làm văn phòng. Mặc dù máy rất là mỏng nhưng vẫn còn được trang bị cổng Vega, mà hầu hết trên các dòng XPS không còn cái cổng này nữa. Nếu các bạn làm văn phòng mà thiếu cái cổng này thì cũng thực sự là rất là nguy hại. Và cổng LAN được bố trí đằng sau, cổng HDMI, cổng USB và cổng sạc ở đây. Bên này thì hãng vẫn trang bị thêm một cổng USB và khe cắm tản nhiệt nữa ở đây. Và đây là khe cắm ổ SC rất là to. Đằng trước thì không có cổng gì cả và hai cái điểm này nó là hai cái loa. Và bên này thì có một khe cắm thẻ SD, cổng phone và đây là cái thêm cổng USB và đây là cái lỗ khóa của máy. Bên dưới thì các bạn có thể thấy là Dell vẫn thiết kế thêm một cái dock mở rộng, có nghĩa là chúng ta cắm cái dock này thì có thể mở rộng thêm các cổng kết nối khác và cái không gian tản nhiệt làm khá là tỉ mỉ. Vâng, thưa các bạn, khi để ở trên bàn chiếc HP EliteBook 840G3 thì các bạn có thể thấy là kiểu dáng thiết kế khá là doanh nhân với một màu trắng trang, với một cái logo sáng bóng của chữ HP, thì các bạn thấy là nó rất là đẹp đúng không ạ? Trọng lượng máy là 1,58kg. Mình cầm ở đây nó rất là chắc. Với trục bản lề thì các bạn thấy nó làm hai bản lề như này. Các bạn thấy là mình sẽ mở thử các bạn này, nó rất chắc chắn luôn. Đằng sau thì sẽ không bố trí bất kỳ một cổng gì. Bên tay trái của mình thì sẽ có một cái hốc để tản nhiệt và đây là cái lỗ để khóa máy này, cộng với cổng Vega. Rất ít những dòng máy bây giờ còn được trang bị cổng Vega như này. Nó sẽ thuận tiện cho các bạn làm văn phòng, cộng thêm một cổng USB. Ở đây các bạn có thể thấy là cổng USB có tia sét đây, có nghĩa là chúng ta có thể cắm các thiết bị smartphone ở đây để sạc mà không cần khởi động máy. Và một đầu đọc thẻ SC dài. Ở đằng trước thì nó chỉ là một cái mặt phẳng như này, chính vì thế nên mở máy này nó không có G, hơi khó một chút để các bạn phải mở như này này. Đó. Ở đây sẽ có một cổng USB Type-C, một cổng mini DisplayPort, phone mic 3.5 tích hợp trên một cổng USB 3.0, cộng thêm một cổng LAN. Một đầu đọc SIM, có nghĩa là chiếc máy này nếu mà có cái cạc 4G bên trong thì có thể cắm vào đây, chúng ta sẽ nhận SIM và bắt mạng bình thường. Đây là cổng sạc. Đấy, các bạn thấy không? Màu sắc rất là sinh động. Mặc dù tỷ lệ phủ màu của chiếc màn hình không cao, nó chỉ đạt có 45% LTFC thôi. Đây, tớ sẽ bật loa lên. Loa chúng ta ở đây nhé. Các bạn có thể thấy là cái loa con 30 sen trong một chiếc máy 10 triệu mà nó nghe được hay như này. Khá ổn đúng không? Trong một cái phòng 20m² này các bạn nghe nhạc như này là sướng rồi. Vâng, thưa các bạn, đây là thiết kế tối giản của chiếc T450S. Các bạn sẽ thấy là một cái thiết kế ở đây đơn giản, không màu mè, với một cái lớp sơn đen truyền thống được phủ ở bên trên, chống bám vân tay các bạn nhé. Đó, chắc chắn. Với tiêu chuẩn ở đây đó là STD-80G. Máy thì bằng một số phần thì gia cố khung bằng hợp kim nhôm, mazuê và thậm chí là vật liệu sợi carbon để cho chiếc máy nó chắc chắn. Nó thực sự đã nghe đến vật liệu là sản xuất chiếc máy đã thấy choáng rồi. Chúng ta sẽ thấy một cái logo ThinkPad huyền thoại ở đây. Và đây là thương hiệu của nó, Lenovo sản xuất ra chiếc máy này. Đây là mặt bên tay phải của mình này. Phone mic được tích hợp chuẩn 3.5. Các bạn sẽ thấy là ký hiệu đầu đọc thẻ và SIM này. Đó, đầu thẻ bên dưới này. Đây là đẩy ra để cắm SIM. Các bạn lưu ý là bên trong phải có cổng WAM thì chúng ta mới dùng được 4G các bạn nhé. Cổng USB, cổng LAN. Đây là cổng Vega này. Rất ít máy đời mới bây giờ còn cái cổng này. Bên mặt trái của mình thì các bạn sẽ thấy một cổng sạc chân USB như này này. Và một cổng USB nữa. Và đây là cái hốc để tản nhiệt này. Các bạn sẽ thấy là cổng mini DisplayPort để chúng ta kết nối tín hiệu âm thanh và hình ảnh siêu LED này. Các bạn nghe thấy là âm thanh tương đối hay đúng không? Với màn hình Full HD IPS thì dòng này nó có cả màn hình HD thường và màn hình HD cộng và Full HD IPS là cao nhất. Mình khuyên các bạn thì nên chọn dòng máy này thì chọn Full HD IPS dùng cho sướng các bạn ạ. Đây, để mình test cái màn hình cho các bạn này. Màn hình của máy con này cũng rất là ngon luôn. Tỷ lệ phủ màu đạt 83.5% sRGB và 54.7% Adobe LED. Độ sáng màn hình đạt cực đại đó là 282 CD, cường độ ánh sáng trong 1m². Đây là một cái màn hình có lẽ là tốt nhất trong phân khúc máy tính, đó là 10 triệu. Đây là màn hình IPS thì các bạn sẽ thấy là góc nhìn của nó sẽ rất là rộng, 178 độ. Vâng, thưa các bạn, nếu mà nhìn về hình thức bên ngoài là chiếc máy có thiết kế khá mềm mại kiểu dạng bo tròn. Bo tròn này kiểu dáng thiết kế kiểu cổ điển ngày xưa. Chúng ta sẽ có logo được mạ chrome, có chữ HP. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,65kg và chiếc máy làm vỏ hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ.
Các bạn đều thấy là những dòng máy giá rẻ thì bao giờ cũng sẽ trang bị lớp vỏ bằng nhựa. Tay phải của mình thì có hai cổng USB, có cổng sạc, đây, có đầu lục thẻ. Đằng trước đây các bạn thấy là cũng có một cái gờ khá là nhỏ ở này để các bạn mở màn hình này. Viền màu đen bên trong. Và bên này chúng ta sẽ có cổng LAN, cổng HDMI. Và với những phiên bản máy đời mới thì bao giờ sẽ hỗ trợ cổng USB Type-C các bạn ạ. Có cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 để các bạn kết nối các tín hiệu âm thanh. Loa thì được cái là to, con này xem phim nghe nhạc giải trí thì ổn đấy. Đây, loa rất là to, nhưng mà màn hình HD đây các bạn có thể thấy là nó màn hình Taylor. Chính vì thế màu sắc nó không được trong trẻo cho lắm. Và góc nhìn của màn hình Taylor thì khi nó quay đi thì nó sẽ không được nhìn không được thật. Tóm lại một cái là chúng ta sẽ có một cái loa rất là to, xem phim nghe nhạc giải trí trước màn hình này là được. Một chiếc máy giá rẻ thì nó được trang bị một cái màn hình như này cũng là khá là ổn rồi. Nhưng mà nếu mà có Full HD thì tốt quá. Vâng, thưa các bạn, thì chiếc máy chúng ta có Vega rời, chính như thế mình đang cài tựa game đó là 7554. Ở đây là game Việt Nam thì mình cũng đã từng test cho một số máy rồi. Loa máy to và màn hình HD các bạn có thể thấy là nhìn cũng được. FPS nhận được khoảng trên 50, nhiệt độ chơi game của CPU khoảng 60 độ C, GPU cũng khoảng hơn 60 độ. Như này thì khá là ngon để các bạn chơi những tựa game tầm trung nhẹ nhàng như này. Các bạn lưu ý là loa rất là to, mình đang để loa nhỏ đấy các bạn ạ, bởi loa nó bật hết công suất to lắm. Với những tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại là các bạn cài vào chơi FPS là mình nghĩ cũng được khoảng 6-70. Những cái game như là PUBG bản giả mobile này cũng có thể giả lập chơi được. Với những tựa game tầm trung thì các bạn vẫn có thể cài vào đây vui chơi giải trí những lúc rảnh nhá. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa tư vấn cho các bạn những chiếc laptop ở phân khúc giá rẻ để kinh doanh online có hiệu quả. Còn nếu mà kinh doanh marketing online nó lại khác nhá, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở video sau. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TLD bằng cách đăng ký kênh nhá. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta nghe các bài tư vấn của shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.